Hi guys, today my family visit the temple in Vietnam All the best wishes to everywhere. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình hỏi hợp mọi người đi chùa uh, ngày rằm cúng Phật. Thì mỗi tháng là ngày 14 và 29, uh, 30 là cúng rằm. Thì mọi người sẽ cúng cùng các sư cô. Thì uh, mọi người sẽ đến đây cúng hai ngày vì có đãi tiệc chè uh, cho nhiều người thì uh, đây là cảnh uh, cúng chùa Thành Hoa tự, chùa Thành Hoa tự là chùa ăn chay, uh, hành thiện, uh, giữ giới tích đức và làm theo uh, phận sự của người tu thì uh, tu ăn chay là có nhiều công việc và mọi người đến rất đông thì đây là cảnh cúng ngày rằm và các sư cô và sư thầy đi trước mọi người đi theo sau thì ở chùa thành hoa tự là buổi sáng nấu chay cho nhiều người buổi tối thì cúng phật đã từ như vậy từ rất lâu năm từ xưa đến nay và đây là chánh điện có thờ phật thích ca phật a di đà phật bồ tát và có tranh vẽ cuộc đời đức phật thì cuộc đời đức phật từ khi giáng sinh và thành đạo và mọi người cúng mỗi ngày để tâm luôn tưởng nhớ tới công đức của phật và các vị phật thì mình xin giới thiệu đến các bạn là một một buổi cúng của chùa Thành Hoa tự, chùa Thành Hoa tự thì mỗi ngày là buổi sáng nấu chay tăng, buổi tối cúng Phật, ngày nào cũng vậy, nếu mọi người thích học Phật thì mỗi ngày vô đều được học và mở cửa liên tục thì mọi người muốn cúng Phật hay học Phật đều được thì chủ trì là người à, đọc và những lời cầu nguyện mọi người thì thành kính và à, tôn thờ thì cảnh chùa rất trang nghiêm và mọi nơi rất tuyệt vời thì mình xin giới thiệu một ngày học Phật của gia đình mình ở chùa Thành Hoa tự mời cả nhà đến chùa Thành Hoa tự à, cúng Phật, ăn cơm chay làm từ thiện, làm công quả và được giảng dạy những điều tốt Hi guys, today my family visit uh, play in uh, my hometown Vietnam Nam And all the good things to everywhere Thank you guys Xin chào cả nhà Hôm nay gia đình mình đi chợ Cao Lãnh Thì chợ Cao Lãnh là có ghé uh, uh, nơi đền thờ của... Uh, um, các của đồ công tường là đền thờ ông bà đồ công tường của à, à, thành phố cao lãnh nha cả nhà thì thành phố cao lãnh là có chợ cao lãnh là có đền thờ thì đây là cổng vào có rất nhiều à, điêu khắc nghệ thuật tôn thờ và mọi người đến đây cầu nguyện cúng à, từ thiện và học à, vì ông bà cao lãnh là có rất nhiều công đức từ xưa đến nay là người đã à, tích công đức cho à, thành phố cao lãnh nên được mọi người tôn thờ trả ơn và à, khấn nguyện thì trước cổng là phúc lộc thọ bằng à, đá ngọc và bên trong là các điêu khắc hình rồng phụng và các hoa mã vàng còn ở chánh giữa là chỗ để cúng và cầu nguyện các chàng phan đính kết pha lê và ở bên trong là ở ngoài là các vị thần và các đền thờ bên trong là ông bà và có ghi tiểu sử của bà đỗ công tường và để cho mọi người nhớ ơn và à, học thiện tích đức và làm theo những điều tốt à, di tích quốc gia ngay cả nhà thì à, mọi người đều tôn thờ thì đây là cảnh à, đền thờ ông bà ở thành phố cao lãnh ngay chợ cao lãnh à, thì mình xin quay lại để giới thiệu đến các bạn những điều tốt nhất ở cao lãnh đến mọi nơi mọi người khi đến thành phố cao lãnh sống đều đến đây cúng học nhớ ơn à, cầu xin và từ thiện à, rất nhiều người đến đây à, ngày lễ mỗi ngày ngày thường và à, cúng giường từ thiện và À, trả ơn Thì à, đây là tất cả những điều tuyệt vời nhất trong đền thờ Tất cả là à, ánh sáng, mạ vàng, à, điêu khắc, tràng phang, à, pha lê, xà cừ, gỗ, à, tượng Và tất cả đều tuyệt vời nhất Hi guys, welcome to Vietnam Uh, beautiful and uh, amazing for everybody to visit to uh, um, uh, pray and uh, to uh, study the good thing uh, and uh, to um, memory all the good thing. Thank you, guys. Uh, in my hometown is many temple and many uh, celebrate uh, thing and many pray uh, uh, place. Uh, đây là những điêu khắc hình hoa, hình uh, uh, mã vàng. Đây là những tràng phan văn hóa truyền thống Việt Nam. Việt Nam thì có văn hóa nghệ thuật cao, có rất nhiều điêu khắc thiêu kết và nghệ thuật tôn thờ nghệ thuật uh, lễ hội và nghệ thuật thời xưa nghệ thuật thời nay thì đây là những rồng và uh, lư uh, nhang và những uh, điều tuyệt vời quý giá nhất đều có ở đây đền thờ rất sang trọng mọi nơi đều sáng uh, và sang và tốt và quý giá và thiêng liêng thì mọi người đến đây cúng gạo cúng tiền từ thiện và cúng hoa thì phía trên là rồng và hình phong thủy phía dưới là hình của ông bà để cho mọi người cầu nguyện Để được giúp đỡ và trả ơn Nhớ ơn học những điều tốt công đức của ông bà Từ xưa đến nay Giúp đỡ cho thành phố cao lãnh Và quốc gia quốc tế Thì những người nhớ ơn ông bà Đều lợi đây cúng và từ thiện Để chia sẻ những điều tốt nhiều hơn Thì mình đã mình ở an giang à, sống ở sài gòn đã quay cảnh ở sài gòn và mình về quay cảnh ở an giang và đi vòng quanh cao lãnh thì có tất cả những điều tốt mình xin quay lại hết thì đây là à, biểu tượng của quốc gia chống đồng à, được quốc gia công nhận và gửi bằng khen di tích văn hóa thì à, mọi người đến đây à, tôn thờ khấn nguyện à, xin xăm và à, có nhiều người à, mới đến ở thành phố Cao Lãnh thì đều đến đây để à, à, cúng thì có rất nhiều hoa, trái cây, gạo à, và à, thùng công đức thì đây là văn hóa truyền thống nghệ thuật tôn thờ của an giang an giang là nơi đông dân tộc người kinh dân tộc người kinh có rất nhiều điêu khắc nghệ thuật mạ vàng và có rất nhiều tràng phan rất đặc biệt chỉ có À, người kinh mới suy nghĩ và sáng tạo ra và người Việt Nam thì có rất nhiều dân tộc mỗi dân tộc à, nghệ thuật điêu khắc khác nhau nên mình xin lưu lại hết và giới thiệu để à, những điều tốt của những văn hóa khác nhau à, giúp đỡ cho nhau à, càng ngày càng tốt hơn và học hỏi những điều tốt của nhau thì à mỗi nơi khác nhau nhưng ở xa nhau nhưng luôn hiểu biết về nhau là điều rất tốt thì các chàng khoan hình rồng kim tím hoa sen vải và đu đưa các chữ trung hoa của thời xưa vì văn hóa trung hoa và phật giáo việt nam cũng có chung những câu văn hay nên được mọi người lưu lại thì phía ngoài là săn giữ xe và có bàn ghế ngồi rất nhiều xe mọi nơi đều tuyệt vời và phút lọc thọ bằng đá ngọc sáng và rất đẹp rất sang đây là thần tài và quan công uh, oai nghi nghiêm trang và điều tốt hai guys, welcome to Việt Nam uh, culture tradition and all the good things welcome to Việt Nam uh, Travel and welcome to Vietnam working Welcome to international uh, Everywhere uh, Vietnam and the world Thank you guys Thì phía trước là chợ Ở đây là đền thờ Có rất nhiều hoa Và uh, Mọi người ở chợ là Hiểu về công đức của Ủa uh...